hỏi anh em, mình là Tàu Độ, hôm nay mình làm clip bán xe tổng hợp. Sau lưng mình đây là rất nhiều chiếc xe mà độ tương đối là đẹp rồi anh em nhé. Anh em có thể để cho mình xem luôn. Đầu tiên đây, con này là Winner V1 anh em nhé, bản black đen nhám. Con này thì được nên những cái đồ rất chi là chất lượng luôn. Anh em nhìn bộ số gầy này, bộ này là bộ rất chi là ngon anh em nhé, nhìn chất lượng cực kỳ cao. Cổ bầu xỉ xị này, bô giờ chín này, đó. Cái con này lên được rất nhiều cái hay ho. Đây anh em nhá, con này có chìa khóa chống trộm nhá, và nó lại còn tiếp tục lại có một cái công tắc để bấm đây mới đề được em nhá. Cái nút này là nút mở cốp điện này anh em này, còn cái nút này là nút đèn trợ sáng này, báo vô này, anh em nhìn làm độ rất liền mạch luôn. Đó. Quan trọng nữa là con này được lên một bộ vành OZ xịn anh em nhá, bộ vành OZ này cũng rất đáng tiền luôn. Cặp lốp là cặp lốp 140, lốp trước là 90 thì phải, mình chưa xem lốp trước. Sẽ là lốp trước là 90 đúng không? 100 luôn, lốp trước là 100 luôn. Anh em nhìn rất to. Đó. Con này thì cái euro của nó anh em biết là bao nhiêu không? Euro của nó mình có 9.000 thôi. Chuẩn đét 9.000 luôn anh em nhé. Phát hiện tua tặng xe luôn. Đó. Bản này là bản Edition. Còn quá đẹp luôn, yên thì độ là yên 2 tầng, ngồi rất là êm mà em nhé. Đó, lốp sau thì rất to. Anh em nào muốn biết chi tiết con này thì cứ nhắn tin vào Zalo, mình sẽ gửi ảnh chi tiết cho anh em. Tại vì đây rất nhiều xe nên là mình sẽ không quay được cái góc đẹp của nó đâu. Tiếp theo là con Winner X. Con này là bản ABS anh em nhé. Con này bản ABS, đăng ký là tháng 8 năm 2020. Con này chỉ đăng ký được có hình như là có mấy tháng thôi, 2-3 tháng rồi đấy. Thì con này quan trọng nhất là cái euro của nó chỉ có mấy 2.000 thôi anh em ạ. Euro 2.000. Đồ chơi thì không có gì đâu. Con này chỉ lắp xi nhan này, bảo vệ két nước này, xe zin hết. Euro của 2.000 anh em nhé. Và giá cái con này thì anh em cứ inbox và Zalo cho mình. Con Winner kia cũng thế. Tiếp theo là con Exciter 2019. Con này thì cũng đẹp hết chỗ nói luôn. Em quay gần vào đây. Đó lại về toàn xe đẹp thôi anh em ạ. Đây em nhé, con này là dán full nylon này em này. Em nhìn này, đây là cái vết bung nylon ra. Đó, tất cả xe đều dán full nylon luôn. Lên chợ sáng này, gương gù này, rất đẹp luôn, 2019. Con này bên shop mình chỉ bán với giá là hơn 30 triệu thôi, 30 mấy triệu. Anh em có thể nhắn tin vào Zalo, Facebook mình nhé. Cái con này thì đã có khách cọc rồi em nhé, nên là mình sẽ không nói giá, không nói về con này nữa. Tiếp theo là con 2019 đấy em nhé. Con này thì được lên những đồ này anh em này, tay côn, tay thắng ly xin này. Đó. Cặp lốp Michelin, lốp trước là 90 em nhé. Anh em nhìn nguyên gai luôn, anh em nhìn nguyên gai luôn này. Cặp lốp này vừa mới lên thôi, khách của bên mình độ luôn. Bô Akamovic cổ bầu xỉ đúng không? Anh em thông cảm bởi vì là xe đang xếp mà rất là sát nhau nên là không thể quay được chi tiết. Đó. Góc là góc Zizoma em nhé, góc đẹp luôn. Anh em nào biết chi tiết thì cứ nhắn tin vào Zalo mình xin gửi chi tiết này thôi cho anh em. Cũng chỉ với cái giá hơn 30 triệu thôi. Đèn đèn mi A9, gù chống đổ trước. Đó. Con này lên đồ ít nhưng mà chất lượng lắm anh em ạ. Bộ nhông xích vàng chóe cũng vừa mới thay luôn em nhé. Anh em nhìn qua. Anh em nào thiện chí mua thì cứ nhắn tin Zalo cho mình. Tiếp theo là con JBL này em này. Con JBL này thì độ đẹp thôi rồi luôn. Pha độ này, phuộc độ ống lồng, độ kiểu giả cái lo xo đây, mà cái này là bằng cao su em nhé. Ở trên này là ốp phuộc này, chống đổ này, yên này. Con này đã lên hai bô hai bên rồi. Nói tóm lại con này cũng rất nhiều đồ chơi. Con này bán với giá chỉ hơn 80 triệu thôi, mà chủ nhân độ con này là mất gần 30 cổ của em nhé. Tiếp theo con MT03 này nó gắn bó với mình rất chi là lâu rồi. Không hiểu tại vì sao ám khí như thế nào, và con xe này rất ngon luôn, rất chất luôn. Giá chỉ hơn 80 triệu thôi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ inbox cho mình nhé. Tiếp theo là con G3. Đó, con này với giá cũng hơn 80 triệu, độ Boa Camovic Full System. Tiếp theo là Z8. Con này thì mình rất lười đăng lên nhóm chợ nên là chưa bay được. Con này thì 2016 với giá hơn 180 triệu. Con giờ 153 này thì là
em trai cũng quất rồi nên là không bỏ giá luôn. Con này bán luôn rồi em nhé, bán và lên đồ chống đổ với cả ở chợ sáng đèn họ có các kiểu đa điểu rồi. Đó. Tóm máy lại là anh em nào muốn mua xe giá tốt thì cứ nhắn tin vào Zalo mình sẽ để ở phần mô tả và cái số điện thoại Zalo mình sẽ để trên màn hình luôn. Tại vì là rất nhiều xe về mình chưa kịp quay clip mình đã bán rồi anh em nhé. Anh em đừng đợi là mình cứ lên clip thì mới kiểu là tìm xe để mua. Anh em có thể là vào fanpage Sóc Tài Quá Độ này, clip Facebook là Vương Tuấn Tài hoặc là Zalo số điện thoại của mình để màn hình luôn. Thì mình về mẫu xe nào mình sẽ chụp mình up lên luôn. Thì rất nhiều anh em mua luôn trên đấy rồi, không kịp lên clip đâu. Đó, anh em mà cứ đợi clip lên mới mua xe thì là sai lầm. Tại vì rất nhiều xe về không kịp lên clip sẽ bay ngay. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình nhé.